Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 67. Chuyện người đàn bà thôn quê. Tiền thân Uchanga. Tìm kiếm chồng con thật dễ dàng. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về một người đàn bà ở thôn quê. Một thuở nọ, trong quốc độ Kosala, có ba người đang cày ruộng ở gian rừng. Cùng lúc, một bọn cướp phá hoại dân chúng trong rừng sông và đang đào tẩu. Các nạn nhân chạy vào rừng tìm kiếm bọn vô lại nhưng hoài công. Khi đến tận nơi ba người cày ruộng, họ la lên: "Đây là bọn sơn tặc giả dạng nông phu." Thế là họ kéo cả ba tội nhân đến trình vua Kosala. Lúc bấy giờ có một người đàn bà đến cung vua khóc lan kể lể thảm thiết, xin có được cái gì đó để che thân. Nghe tiếng kêu than, nhà vua ra lệnh ban cho người đàn bà ấy một tấm áo, nhưng nàng từ chối bảo rằng đây không phải là thứ nàng muốn xin. Vì vậy thị nữ của vua trở lại trình rằng người đàn bà ấy không cần áo quần mà cần một tấm chồng. Sau đó vua truyền đưa người đàn bà vào chầu và hỏi có phải nàng muốn kiếm chồng thật chăng. Tâu đại dương: "Đúng thế." Người đàn bà đáp: "Vì người chồng mới thật sự là vật che thân cho đàn bà. Còn người đàn bà nào không có chồng thì cho dù nàng ấy mặc quần áo đáng giá cả ngàn đồng tiền cũng chẳng khác gì mình trần thân trụi." Và để làm cho lý lẽ này thêm vững mạnh, nàng lại ngâm câu tục ngữ này: "Khác nào đất nước thiếu gì vua, chẳng khác dòng sông suối cạn khô. Cũng vậy mình trần thân lại trụi, vì không tùng trúc cạnh đào tơ." Nhìn xem quả thật nàng trơ trọi, dù có 10 anh ruột một nhà. Vua hài lòng với lời giải đáp của người đàn bà, nên vua hỏi mối liên hệ giữa nàng và ba tội nhân kia ra sao. Nàng đáp rằng một người là chồng nàng, một người là anh nàng, một người là con trai nàng. "Này, hãy nhận lấy một đặc ân của trẫm." Vua bảo: "Trẫm sẽ ban cho nàng một trong ba người ấy, nàng chọn người nào?" "Tâu đại dương," nàng đáp, "nếu tiền thiếp còn sống, tiền thiếp có thể lấy chồng khác, sinh con khác. Song nay cha mẹ thiếp đã mất rồi, chẳng bao giờ thiếp có anh em nào khác nữa. Tâu đại dương, thiếp xin chọn người anh." Nhà vua đẹp ý với nàng, bèn thả cả ba người. Vậy chính người đàn bà này là phương tiện cứu nguy cho ba người đàn ông. Khi chúng tăng biết được chuyện này, liền khen ngợi người đàn bà kia trong chánh pháp đường, thì bậc đạo sư bước vào. Ngài hỏi tăng chúng đang bàn luận vấn đề gì và được kể như trên. Ngài bảo: "Đây không phải là lần đầu tiên. Này các tỷ kheo, người đàn bà này đã cứu nguy cho ba mạng sống ấy, và ngày xưa cũng vậy." Nói xong, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, ba người đàn ông cày ruộng ở gian rừng, và mọi chuyện xảy ra như chuyện trên. Khi được vua hỏi muốn chọn người nào trong ba người, nàng đáp: "Tâu đại dương, đại dương có thể gia ân ban cho tiện thiếp cả ba người chăng?" Vua đáp: "Không, chẳng không thể." "Vậy tâu đại dương, nếu tiện thiếp không thể xin tha cả ba, thì mong đại dương ban cho thiếp người anh trai." Vua đáp: "Hãy nhận lấy người chồng hay con trai của nàng đi, chứ anh trai thì có quan hệ gì?" Người đàn bà đáp: "Hai người kia có thể thay thế được, chứ anh trai thì không bao giờ có nữa." Nói vậy xong, nàng lại ngâm khúc hát: "Tìm kiếm chồng con thật dễ dàng, tha hộ chọn chúng đứng đầy đường. Xong tìm đâu được người anh nữa, dù khổ đau cho đến đoạn trường." Vua đẹp ý và phán: "Nàng ấy nói chí lý." Vua bèn ra lệnh đưa ba người đàn ông kia từ ngục thất đến giao cho người đàn bà. Nàng liền đưa cả ba người ra về. Như vậy, này các tỷ kheo, bậc đạo sư bảo chính người đàn bà này thuở xưa kia đã có lần cứu mạng cho cả ba người đàn ông. Khi pháp thoại chấm dứt, ngài nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Người đàn bà và ba người đàn ông ngày nay cũng là người đàn bà và ba người đàn ông ngày trước, và ta chính là vua ấy. Ha ha ha, 问什么的说